Hello mọi người, hôm nay là thứ tư. Thứ năm á, thì Hạt có một cái bài thi rất là quan trọng. Mà Hạt thì Hạt chưa có học được một chữ nào. Tại vì cái thói trì trệ của Hạt kiểu like, I don't even have an excuse for that. Cho nên là hôm nay Hạt sẽ dành nguyên một ngày để mà ngồi học và ngồi chuẩn bị bài cho bài thi ngày mai. Can I get a London fog? Bài thi lần này thú thật là một bài thi khá là khó nhai, tại vì những cái tên thuốc, những cái triệu chứng hay là cách điều trị bệnh nó khá là phức tạp và đòi hỏi Hạt vừa phải hiểu, vừa phải nhớ khá là nhiều. Thường thì khi thi dược lý, thầy cô sẽ kiểm tra kiến thức tầm 400 tới 600 slide bài giảng. Và bài thi ngày mai cũng không phải là ngoại lệ. Hạt phải học tới 500 slide của 7 cái PowerPoint lận, khóc mất. Nhưng mà Hạt sẽ bật mí cho mọi người cách Hạt học, hiểu và ghi nhớ thông tin vừa nhanh mà lại hiệu quả nha. Đầu tiên thì Hạt sẽ học trước, Hạt sẽ coi lại bài giảng, đọc lại tất tần tật các tài liệu học, rồi sau đó sẽ sắp xếp thông tin lại theo cách hiểu của mình. Đối với những môn nặng về ghi nhớ như là dược lý thì Hạt thường sắp xếp thông tin vào một cái information table để có thể so sánh triệu chứng và cách điều trị những bệnh khác nhau một cách hiệu quả nhất. Bản tóm tắt cũng giúp Hạt tìm thông tin dễ dàng hơn và quan trọng hơn là nó có thể gói gọn kiến thức của hàng chục, hàng trăm slide bài giảng thành còn 5 trang. Và Hạt thấy cách học này cực hiệu quả đối với những môn nặng về lý thuyết như là văn, sinh hay là địa. Ví dụ như môn văn đi, thì mọi người có thể làm bản tóm tắt và so sánh nhiều tác phẩm với nhau nè. Mọi người có thể chia ra những cột như là tên tác phẩm, tác giả, lịch sử, trích văn, rồi phân tích đoạn trích. Bây giờ là 4 giờ rưỡi rồi, thầy cũng mới vừa từ cà phê ra thì nãy giờ ngồi học cũng liên tục từ 4 tiếng, cho nên là bây giờ Hạt sẽ quyết định là đi mua một xíu đồ ăn cũng như là thức uống để mà lát tại thư viện mình có bim bim cũng như là đồ ăn vặt để tiếp thêm năng lượng cho bản thân. Thầy cũng tranh thủ luôn á là dùng cái thời gian này để mà nghỉ ngơi một xíu cho đầu óc thư giãn để không có khiến cho bản thân quá là áp lực cũng như là kiệt sức từ cái việc học á. Để có thể học và ghi nhớ lâu và hiệu quả hơn thì ngoài Spaced Repetition thì Hạt còn sử dụng phương pháp 10, 24 and 7. Có nghĩa là sau khi coi lại bài giảng thì sẽ ôn tập lại kiến thức ngay sau 10 phút, rồi sau đó sẽ ôn tập lại sau 1 ngày rồi 7 ngày. Nhưng mà thú thật thì cái cách học này không hoàn toàn áp dụng với Hạt, một con người luôn luôn trì trệ, nên Hạt cũng có chỉnh sửa lại một xíu sao cho nó phù hợp với bản thân hơn. Cái mô típ thì cũng khá giống thôi, sau khi học cái gì mới thì sẽ ôn lại ngay và luôn. Nhưng mà thay vì đợi một ngày để ôn lại kiến thức thì Hạt sẽ ôn tập lại sau mỗi 2 tới 3 tiếng, cứ lặp đi lặp lại đến khi bản thân hiểu rõ bài giảng, nhớ kỹ thông tin thì thôi. Because repetition is a well documented trigger for memory formation. The more times something is repeated, the better it is remembered. Hạt vừa mới chuyển qua một cái chỗ khác vắng vẻ hơn, riêng tư hơn. Tại vì chỉ hiểu sao tối rồi á, tự nhiên có quá trời người vào thư viện luôn. Mà cái chỗ Hạt ngồi á, cũng không phải là cái quiet zone nữa, cho nên là nó hơi ồn á. Và cũng khá là ảnh hưởng tới Hạt. Tại vì cái lúc mà nghe mọi người xì xào á, thì Hạt khá là dễ mất tập trung. Nhưng mà được cái chuyển qua cái chỗ này á, thì khá là riêng tư, với lại có thêm một cái bảng nữa. Cho nên là lát nữa Hạt sẽ dùng cái này để mà có thể giúp Hạt ôn bài. Xong tiếp thôi mọi người ơi. Song song với việc tự soạn đề cương ôn tập thì Hạt còn làm flashcard như một cái memory cue. Thường thì Hạt sử dụng Quizlet và Knowit để làm flashcard ôn tập. Ngoài ra một điểm mà Hạt cực thích ở hai ứng dụng này là nó còn tự động soạn ra những câu hỏi để giúp mọi người học tập một cách hiệu quả hơn. Cho nên nếu mọi người cũng hay thi trắc nghiệm thì hai ứng dụng này cực kỳ hữu dụng luôn.
Kể mọi người nghe, lúc mà Hạt edit vlog tới đoạn này thì mới chợt nhận ra là cái hôm quay vlog Hạt stress và học nhiều quá đến nỗi quên cả việc ăn luôn. So yeah, cái đoạn mà mọi người coi bây giờ là bữa ăn đầu tiên trong ngày của Hạt á. Đây là một cái thói quen mà Hạt đang cố gắng muốn thay đổi vì nó cực kỳ có hại cho sức khỏe luôn. Nên là mọi người học thì học, làm thì làm nhưng mà vẫn phải nhớ ăn uống cho điều độ nha. Sau khi đã học và ghi nhớ bài giảng sương sương rồi thì Hạt thường áp dụng Active Recall để có thể thúc đẩy bản thân học và hiểu thông tin kỹ hơn. Có rất là nhiều phương pháp để mọi người có thể chủ động học, nhưng mà một cách Hạt hay dùng chính là gợi nhớ thông tin và sắp xếp chúng thành biểu đồ tư duy, hay còn gọi là mind map. Đối với cách học này thì mọi người cần phải có hai màu bút khác nhau. Ok, để Hạt giải thích cho nè. Đầu tiên thì mọi người sẽ ghi ra những thông tin mà mình nhớ được bằng một màu mực. Và sau khi so sánh với ghi chép của bản thân thì mọi người sẽ dùng màu mực còn lại để ghi ra những thứ mình còn chưa nắm kỹ hay là cần lưu ý để học thêm. Mình với chị Hồng chừng mình mới tân trang lại cái nhà vệ sinh mới và nó cực kỳ xịn sò, để mình cho mọi người coi nha. Bồn rửa tay tự động, chỗ lấy xà bông, nó chỗ nó hết rồi, chỗ lấy xà bông cũng tự động luôn. Ok, rửa tay xong rồi thì mình lấy giấy, chỗ này cũng tự động luôn. Wow, quá là tuyệt vời. Because the drug caused a chain termination. Tadalafil, however, has a different kind of mechanism because it has a phosphate that for it bypass the thymine kinase. Therefore, when patients have resistance to acyclovir, the drug of choice here is tadalafil. Bây giờ là 2 giờ rưỡi sáng rồi nhưng mà đói quá cho nên là phải ăn thôi. Tài trợ cho buổi học đêm hôm nay chính là bánh mì với tỏi đặc biệt thơm ngon. The drug has adverse side effects including increasing LFT, rash, nausea and vomiting, but each medication within this class also have some specific adverse drug reactions. One thing to consider is that we need to avoid PPI when giving with triazoles because they can disrupt the absorption as well as the metabolism of these azoles. Không biết có ai giống Hạt không, nhưng những lúc học thuộc bài thì Hạt phải nói ra kiểu như mình đang dạy cho người khác vậy á. Cái này trong tiếng Anh gọi là teach back method, có nghĩa là khi được truyền lại một thông tin nào đó thì mình sẽ tự dạy lại cho bản thân bằng cách hiểu và lời nói của mình. Đây là một phương pháp rất hay được áp dụng trong y học ở Mỹ nha, đặc biệt là khi bệnh nhân hay là các nhân viên y tế vừa được tư vấn một thông tin mới. Bây giờ là 4 giờ 39 phút rồi mọi người ơi. Có thể là lúc vlog này được đăng lên thì nhiều bạn đã thi xong rồi, nhưng mà đối với những bạn đang chuẩn bị thi cuối kỳ hoặc là đang chuẩn bị đối mặt với những kỳ thi trọng đại thì Hạt mong là video này sẽ tiếp thêm cho mọi người động lực học cũng như là cung cấp cho mọi người những tips hoặc là phương pháp học bổ ích. Nếu mọi người thích coi những video giống vậy thì đừng quên cho Hạt một like và một subscribe nha. Hẹn gặp mọi người lần sau. See ya!